Xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em nội dung bài học số 3 trong chương trình tiếng Anh lớp 8 của chúng ta với tựa đề At Home. Chúng ta sẽ khởi đầu phần bài học Getting Started và phần Listen các bạn nhé. Phần số 1, chúng ta sẽ đến với phần Getting Started. Trong nội dung sách giáo khoa, cũng như các em đã biết là chúng ta sẽ phải viết ra các công việc làm ở nhà mà chúng ta thường làm. Write the chores you often do at home. Thì trong sách giáo khoa, chúng ta có được những cái phần gợi ý từ những bức tranh. Trước khi mình dựa vào những bức tranh đó để trả lời, thì cô sẽ hướng dẫn các em một số tên gọi của công việc nhà mà chúng ta hay làm. Và câu hỏi của cô đặt ra ở đây là What do you often do at home? Các em thường làm công việc gì ở nhà? Thông thường thì các bạn như lứa tuổi của chúng ta thường làm những công việc nhà như là rửa chén bát, quét dọn nhà cửa, lau dọn nhà cửa hay là giặt quần áo, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ liệt kê ra một số công việc nhà mà chúng ta có thể làm được ha. Ở đây là những bức hình tương ứng với các hình ảnh trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào những hình ảnh này để mình cùng gọi tên nhé. Picture A. Wash the dishes. Do the washing up. Như vậy các bạn có thể dùng động từ wash hoặc là cụm danh từ the washing up. Picture B. Make a bed. Là cái công việc sắp xếp chăn mền, sắp gấp chăn mền. Picture C, sweep the floor, quét nhà. Picture D, cook, là công việc nấu ăn. Picture D, tidy up, là công việc sắp xếp các đồ dùng cho nó gọn gàng lại, dọn dẹp. And the last one, picture F, feed the chickens, là công việc cho gà ăn. Feed là cho ăn, nha các bạn ha. Rồi. Như vậy, tổng hợp lại tất cả các công việc ở đây thì cô có một số cái từ vựng muốn cung cấp đến các em. Mình sẽ tóm gọn lại, các em sẽ quan sát và ghi vào vở bài học nhé. Các bạn sẽ ghi phần vocabulary. Đầu tiên là wash the dishes. The feminine do the washing up. Rửa chén bát. Tidy up. Dọn dẹp, quét dọn. Make the bed. Như vậy cụm từ này sẽ đi chung với nhau nhé các bạn. Mình sẽ dịch nghĩa là một cụm từ xếp dọn giường. Make the bed. Feed the chickens. Cho gà ăn. Và cuối cùng là sweep the floor. Quét nhà. Các bạn nhớ ghi vào vở bài học cho cẩn thận nhé. Như vậy, những cái hoạt động này là những cái công việc tương ứng với những cái hình ảnh ở trong sách giáo khoa và cũng như những công việc mà chúng ta có thể làm được. Tất cả được gọi chung là do house chores. Những công việc này có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của các bạn nhé. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em tiếp phần listen của bài học hôm nay. Trong bài học này, các em sẽ được nghe và chọn đáp án đúng cho cái mà chúng ta nghe được về các món ăn hay là các vật dụng để phục vụ trong việc nấu ăn trong bài học này ha. Đầu tiên, cô sẽ cung cấp thông tin cho các em để phục vụ phần nghe tốt hơn. Cô sẽ giải thích từ của các hình trong bức tranh này nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy picture A sẽ có hai món ăn. Món ăn đầu tiên đó là fried rice, món cơm chiên. Món ăn thứ hai, noodle, món mì. Picture B, vật đầu tiên sẽ là saucepan, cái nồi, mình còn gọi là pot. Hình thứ hai kế bên sẽ là pan, cái chảo ha các bạn. Picture C, hình đầu tiên sẽ là garlic and onions.
Và kế bên sẽ là garlic and green peppers. Bitter D, chicken and peas, gà và đậu. Ham and peas, thịt xông khói và đậu. Cô quay lại chỗ này, garlic and green pepper ở đây có nghĩa là tỏi và ớt xanh nha các bạn ha. Còn bên đây là tỏi và củ hành. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lắng nghe lần thứ nhất và hãy chọn cái mà các bạn nghe được nhé. Now, listen. Listen. Look at the pictures. Check the right item. Can I help you cook dinner, Mom? Sure. You can cook the special Chinese fried rice for me. Use the big pan, please. Okay. How much oil do I put in? Just a little. Wait until it's hot and then fry the garlic and the green peppers. Do I put the ham and the peas in now? Yes, and you can put the rice and a teaspoon of salt in. Yummy, it smells delicious. Rồi, bây giờ các em hãy chọn cái mà các em nghe được nhé. Chúng ta đã được nghe lượt đầu tiên đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lần thứ hai để kiểm tra lại dự đoán của chúng ta và lựa chọn đáp án đúng luôn ha. Now, listen. Listen. Look at the pictures. Check the right item. Can I help you cook dinner, Mom? Sure. You can cook the special Chinese fried rice for me. Use the big pan, please. Okay, how much oil do I put in? Just a little. Wait until it's hot and then fry the garlic and the green peppers. Do I put the ham and the peas in now? Yes, and you can put the rice and a teaspoon of salt in. Yummy, it smells delicious. Đó là một số cái dữ liệu trong bài nghe giúp chúng ta chọn được đáp án đúng. Như vậy, picture A, chúng ta sẽ có một cái cụm từ giúp chúng ta chọn được đáp án là fried rice. Sure, you can cook special Chinese fried rice for me. Thì các bạn nghe được là special Chinese fried rice. Ok. Now, như vậy là tiếp theo picture B. Cụm từ này giúp cho chúng ta chọn được là pan. Use the pig pan, please. And C, các bạn nghe được cụm từ and then fry the garlic and the green peppers, right? And D, các bạn sẽ nghe được cụm từ do I put the ham in now? Yes, right? Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lần thứ ba và lần này chúng ta sẽ vừa nghe và vừa xem lại nội dung của bài nghe luôn ha. Now, class, listen. Listen. Look at the pictures. Check the right item. Can I help you cook dinner, Mom? Sure. You can cook the special Chinese fried rice for me. Use the big pan, please. Okay. How much oil do I put in? Just a little. Wait until it's hot and then fry the garlic and the green peppers. Do I put the ham and the peas in now? Yes, and you can put the rice and a teaspoon of salt in. Yummy, it smells delicious. Đây là đoạn đối thoại giữa Lan và mẹ ha, về cái việc nấu cái buổi ăn tối ha. Và mẹ thì nói là con có thể chiên một cái đĩa cơm cho mẹ hay không và dùng một cái chảo lớn. Lan mới hỏi là bao nhiêu dầu về mẹ. Mẹ nói là một ít thôi. Sao các bạn? Hãy đợi cho cái chảo nó nóng lên và sau đó là để tỏi và ớt xanh vào. Rồi Lan mới hỏi tiếp, rồi khi mà tỏi và ớt xanh vào thì bắt đầu Lan cho thịt xông khói và đậu vào đúng không nào? Mẹ nói đúng rồi, và con có thể cho thêm cơm và một muỗng cà phê muối vào nhé. Lan nói yummy, yummy có nghĩa là ngon quá. It smells delicious. Trong món ăn có vẻ là rất là thơm ngon.
À, và đây là nội dung của bài nghe. Thì cô sẽ hy vọng là chúng ta sẽ có được một số cái hiểu biết để chế biến một cái món ăn cơm chiên như thế này nhé. Và chúng ta có thể thực hành theo những cái hướng dẫn trong bài nghe để chúng ta có thể làm cho gia đình mình ăn nha các bạn ha. Rồi, bây giờ phần nghe của chúng ta đã kết thúc và bây giờ cô sẽ chuyển qua một cái phần bài tập để cho các bạn làm quen với việc viết chuyển đổi câu. Và đây, exercise. À, đây là dạng viết câu không đổi nghĩa nha các bạn. Đây cũng là một cái phần có trong bài 15 phút của chúng ta sắp tới các bạn nhé. Now, finish the second sentence. So, does it mean the same as the first? Number one, see too lazy to pass the exam. À, như vậy, câu thứ nhất có dạng là too. À, cô ấy quá lười đến nỗi không đậu được cái kỳ thi. Như vậy các bạn lưu ý giùm cho cô cụm từ too lazy to pass. Như vậy ở đây các bạn hiểu là quá đến nỗi không ha, quá đến nỗi không thể. Như vậy là cô ấy quá lười đến nỗi không thể đậu được kỳ thi. Như vậy các bạn sẽ viết dưới dạng dạng gì nè? À, ai biết nè. She isn't. Như vậy đây cô sẽ sử dụng dạng enough nha. Cô sẽ có là she isn't hardworking enough to pass the exam. À, có nghĩa là cô ấy không chăm chỉ, không đủ chăm chỉ để đậu cái kỳ thi. Được chưa? Như vậy cụm từ hardworking của cô là cụm từ chăm chỉ. Được chưa? Đứng trước enough, dùng to pass. Do you understand? Right. The next sentence. Number two. Your handwriting is so bad that I can't read it. À, cái bài viết tay của bạn á, nó quá quá tệ. À, đến nên tôi không thể đọc được. Như vậy các bạn cũng viết lại cái dạng này. Tuy nó không nó, nói chung là cái phần enough thì nó có rất là nhiều dạng để mình biến dạng ha. À, too nè, so that nè. À, rồi hai câu viết lại thành một câu nè, vân vân. Nhưng mà mình sẽ dùng một cái dạng là dạng enough. Your handwriting is not. Như vậy ở đây là cái bài viết tay của bạn thì cô sẽ viết lại là với các bạn ha. Is not. Như vậy trái nghĩa của bad sẽ là not good enough. Và các bạn nhớ ở chỗ này ha, mình phải dùng for me to read. Tại vì sao? Ở trên mình có là that can't, I can't read it. Như vậy ở dưới ha, cái chữ I thì bên dưới mình phải dùng là for me thì nó mới đủ nghĩa nha các bạn nhé. Rồi number 2, number 3. I am going to visit Hạ Long Bay this summer. À, dạng này nó lại là một cái dạng khác nữa. Ai biết nè, đây là dạng be going to, mình sẽ chuyển nó về dạng intend, dự định nha các bạn ha. Rồi, tôi sẽ dự định tôi sẽ hoặc là tôi sắp đi đến Hạ Long, đi thăm Hạ Long, vịnh Hạ Long vào mùa hè này. Như vậy các bạn hãy viết lại với dạng intend là I intend. Như vậy sao intend thì cô sẽ dùng động từ gì nè? Động từ to verb. Như vậy cô sẽ có là I intend to visit Hạ Long Bay this summer. Nhớ nha, sao intend cộng to verb. Rồi, hoặc là dạng cũng là dạng intend và go, be going to, mà cô sẽ cho intend các bạn chuyển ngược lại là be going to. Như vậy ở đây number 4 cô có she intends to be a doctor. Cô ta dự định sẽ trở thành một bác sĩ. Như vậy các bạn sẽ viết lại dưới dạng là be going to ha. Như vậy cô sẽ có câu she có rồi, is có rồi, cô chỉ thêm lại vào là going ha và tiếp tục ghi lại to be a doctor là xong. Dễ không nào? À, number 5, cô lại cho các bạn thêm một câu về dạng này nữa mà với dạng là câu hỏi nha các bạn. À, ví dụ đây nè, do they intend to go fishing? À, họ có dự định đi câu cá hay không? Như vậy ở đây cô cho dạng intend với dạng câu hỏi thì bên dưới các bạn cũng trả lời cho cô.
à, viết lại câu cho cô là dạng be going into mà dạng dạng câu hỏi nha các bạn ha. À đây có a rồi, có đây rồi, như vậy mình chỉ thiếu lại gì các bạn đấy? À going rồi mình sẽ viết lại to go fishing là xong. À, are they going to go fishing? Number 6. Đây là dạng modal verb các bạn nhé. You should do exercise every day. Bạn nên tập thể dục vào mỗi ngày. Như vậy ở đây should thì các bạn sẽ chuyển về ought to, right? You ought to do exercise every day. Nha, should biến thành ought to, right? Còn ở dưới có gì các bạn sẽ viết lại như vậy, right? Right. Cũng dạng should nữa nhưng mà cô dùng dạng phủ định. À, number 7. The children shouldn't stay up late. Những đứa trẻ không nên thức khuya. Như vậy ở đây khi dùng shouldn't, các bạn sẽ chuyển thành là ought. The children ought not to stay up late. À, nên nhớ là thêm chữ not vào trước động từ to stay up late. Number 8. The student must be quiet in their class. À, đây là dạng modal verb luôn nha các bạn, mà dạng must, dạng mệnh lệnh bắt buộc. Thì các bạn sẽ lưu ý, must thì mình sẽ chuyển nó thành là hai từ. Khi ngôi thứ chủ từ của mình là ngôi thứ ba số ít thì mình sẽ chuyển thành là has to. À, chủ từ của mình là số nhiều, à, hoặc ngôi thứ nhất và thứ hai thì các bạn sẽ chuyển về là have to, right? Như vậy the students của mình là số nhiều. Như vậy cô viết sẵn cho các bạn là have rồi. Như vậy chỉ còn thiếu là to vô thôi. Rồi mình sẽ viết lại, từ đó có gì mình sẽ viết lại là to be quiet in their class. Right? À. Rồi, number 9. À, number 9 dạng này các bạn nhìn vô thì các bạn thấy đầu câu sẽ là verb in. À, verb in, sau đó dùng is. À, ở đây smoking a lot is bad for your health. À, hút thuốc nhiều thì không có tốt hoặc là rất là xấu cho sức khỏe của bạn. Như vậy các bạn sẽ viết lại với dạng là is. Như vậy sẽ bạn sẽ nhìn trên cái câu. À, chỗ nào có động từ to be cộng với tính từ thì các bạn sẽ đem xuống. Và ở đây người ta đã đưa sẵn cho mình động từ to be rồi. Is rồi nè. Như vậy ở đây các bạn sẽ đưa cho cô là bad for your health. Rồi sau đó các bạn sẽ chuyển verb in smoking về phía sau là to smoke a lot. Được chưa các bạn? Ở đây các bạn khác cũng có thể làm là thay vì các bạn dùng là is bad ha, các bạn dùng is not good cũng được nha các bạn ha. À, bad cũng là xấu, not good là không tốt thì nghĩa nó vẫn giống nhau nha các bạn. À, rồi number 10. À, dạng này thì cô cho dạng ngược lại. À, ví dụ như ở trên là verb in chuyển thành to verb thì ở câu số 10 này cô sẽ cho là dạng to verb chuyển thành là verb in. Nè các bạn nhìn nè. It's very dangerous to ride fast. À, rất là nguy hiểm để mà lái xe nhanh. Như vậy các bạn sẽ viết lại giùm cho cô. Cái việc lái xe nhanh thì nguy hiểm. À, như vậy các bạn sẽ dùng to ride. Các bạn đưa ra đầu câu và sau đó các bạn chuyển nó về verb in, driving. Rồi các bạn viết tiếp là fast. Và sau đó các bạn sẽ đưa cái động từ to be ra đằng sau là is very dangerous. Là xong. À, việc lái xe nhanh rất nguy hiểm. Do you understand? Rồi. À, phần bài học của chúng ta và bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng các em hãy về xem lại và coi lại ha, nhiều lần. Để chúng ta có thể nhớ bài một cách tốt nhất nhé. Và đây là phần homework dành cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn nên học lại các từ vựng, learn vocabulary. À, và sau đó các bạn hãy chuẩn bị cho cô bài 3 tiếp theo. Chúng ta sẽ còn phần read, write và language focus. À, prepare unit 3. Read, write, language focus. Right? Và cuối cùng là cô xin chúc sức khỏe cho tất cả các bạn. À, cố gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng thực hiện 5K đầy đủ để có một sức khỏe tốt để mình học một cái chương trình trực tuyến này cho thật tốt nhé. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.